Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ và Cuộc Sống. Sau đây là cách hút chân không thực phẩm chỉ với một tô nước. Chẳng cần đến máy hút chân không chuyên dụng cho thực phẩm. Bạn chỉ cần một bao ni lông loại tốt và một tô nước thôi là đủ rồi đấy. Chúng ta thường có xu hướng mua dự trữ thức ăn cho cả một thời gian dài và luôn phải tìm cách để bảo quản, để chúng không bị hư hỏng. Hút chân không là một phương pháp hữu hiệu, nhưng nghe đến hút chân không, ai ai cũng sẽ nghĩ rằng phải cần máy chuyên dụng mới có thể làm được. Hôm nay, ta sẽ học cách hút chân không thực phẩm chỉ với một chiếc bao ni lông thực phẩm và một tô nước. Cách hút chân không túi đựng đồ ăn. Cho đồ ăn vào trong túi ni lông thực phẩm, có miệng khóa, sau đó đóng miệng khóa lại, chừa lại một đoạn mở khoảng từ 2,5 cho tới 3 cm. Từ từ hạ túi thực phẩm vào tô nước, áp suất của nước sẽ đẩy khí trong túi ra bên ngoài qua miệng díp mở. Bạn tiếp tục hạ dần túi xuống cho đến khi gần miệng bao, khí trong túi cũng đã bị đẩy ra hết. Bạn chú ý không để miệng díp mở bị dính nước vào nhé. Sau khi phần không khí thừa đã bị đẩy ra, bạn chỉ cần kéo khóa díp lại và thực phẩm của bạn đã được hút chân không vô cùng xịn rồi đấy.